Chào anh em nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop phụ kiện nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác ba cái mẫu quần áo bảo hộ bắt ong rừng năm 2019 nhá. Để chuẩn bị cho mùa ong 2019, anh em đã dọn dẹp sắm đồ rất là nhiều rồi. Giới thiệu cụ thể với các bác để các bác trước khi mua hàng thì xem cho kỹ giúp tôi và đưa ra quyết định mua loại nào nhá. Giới thiệu với các bác ba loại chính trên thị trường hiện nay để phục vụ cho các bác bảo hộ bắt ong. Cái bộ đầu tiên tôi giới thiệu cái bộ bộ rẻ tiền nhất nhá, bộ rẻ tiền nhất, bộ đầu tiên này. Đây. Bộ đầu tiên này nhá. Thì phụ kiện nó bao gồm có một cái túi đựng như này, một túi đựng này. Đợt thì là màu đen, đợt thì màu đỏ, đợt màu xanh, đợt thì màu vàng. Nói chung là cái màu thì sẽ không cố định. Lô hàng này thì là màu đen này. Phụ kiện đi kèm bao gồm cái túi đựng này, một đôi găng tay da, này là đôi găng tay da đi rời ở phía ngoài, nhé. Một cái kính chống ong đáy, nhé. Đây một cái kính chống ong đáy này. Một cái khẩu trang, giống như là kiểu như là mặt nạ chống độc nhé các bác nhé, nhưng nó là cái khẩu trang. Đây, khẩu trang giống mặt nạ chống độc này. Một cái mũ bảo hộ, mũ bảo hộ này thì giống như mũ của thợ điện, mũ công nhân nhá. Thì phụ kiện của cái bộ rẻ tiền này là có những thứ như vậy nhá các bác nhá. Và chất liệu của bộ này nói sơ để các bác nắm được, chất liệu của bộ này ấy là bằng vải cói, cái này thì các bác xem nhanh một chút nhé, tôi giới thiệu sơ sơ, giới thiệu cả ba loại cho các bác luôn. Chất liệu bằng vải cói, đối với cái vải bạt cói này ấy, thì cực là dày, dày nhất luôn các bác nhé. Ong không bao giờ đốt xiên được, các bác ôm cây trèo cây thoải mái không bao giờ rách. Nó sẽ có cho các bác là hai ô thoáng ở phía trước ngực, phía trước mặt này có một ô bằng lưới, cho các bác nhé, ô bằng lưới này. Đó. Chỉ có hai ô thoáng ở trước ngực thôi, còn ngoài ra là không còn nữa. Và bộ này với kết cấu của nó là không có ủng, là các bác phải tự trang bị giày hoặc tự trang bị ủng nhé. Găng tay không đi liền với quần áo nhé. Găng tay không đi liền quần áo mà găng tay đi rời. Như này các bác nhé. Lưu ý kỹ với các bác như vậy. Đây là cái bộ rẻ tiền nhất nhé. Bộ này thì giá là 800.000 các bác nhé. Giá là 800.000. Bao ship rồi cho một bộ quần áo bắt ong như thế này. Rồi, bộ rẻ này. Tiếp theo là đến cái bộ hàng trung bình. Hàng trung bình là bằng da. Đối với cái bộ này thì năm ngoái thì gọi là bộ cao cấp, nhưng năm nay thì nó gọi là bộ trung bình thôi. Bộ này là bộ bằng da nhé. Phụ kiện của bộ bằng da thì cơ bản nó giống như là bộ hàng rẻ kia. Nó sẽ có cho các bác là cái túi đựng này. Túi đựng nhá. Túi đựng này. Và kính chống ong đáy này. Mũ bảo hộ này. Khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc này nhá. Bộ này thì sẽ có thêm cho các bác một cái đôi găng tay bằng cao su dạng mỏng như này, để giúp cho các bác đeo vào trong cho mình đi làm ong đất ấy, nó được an toàn hơn. Đối với ong đất thì nó cực kỳ nguy hiểm rồi. Cái bộ này ấy, thì chất liệu của nó sẽ bằng da, các bác nhé, bằng da giống như da vỏ yên của xe máy. Găng tay được may liền, với quần áo. Găng tay bằng niềm với quần áo. Ô thoáng bằng lưới, có lưới nhựa ở giữa nhé, hai bên ngực là có ô thoáng, bộ này thì là kín đáo, từ trên xuống dưới các bác nhé, kín đáo hết. Bộ này có niềm ủng, nhá, ủng này là ủng cứng, kiểu như là bảo hộ lao động với nhá, ủng cứng này. Và phía sau, có thêm một ô thoáng to nữa. Phía trên này, trên đầu có ba ô này, đấy. Bộ này là bộ bằng da, nhé. Đây các bác, đây là bộ bằng da này. Đối với bộ này, thì shop đang bán là 1.200.000 nhé các bác nhé. Bộ này là 1.200.000. Bộ này bộ giá trung bình. Đấy. Tiếp theo đến cái bộ mà hàng bằng vải bò,
vải bò cao cấp nhất hiện nay, đó là bộ này. Đấy, bộ này shop cũng có rất nhiều video giới thiệu cho các bác rồi, cơ bản về chất liệu vải, về đường may, về mũi kim đều là giống nhau, nó chỉ khác nhau vài một số chi tiết, đó là về cái lưới này này, phía trước mặt này này, có kính hay không có kính, bằng sắt hay bằng nhựa nhá. Thì giới thiệu cho các bác lô hàng này là lô hàng bằng sắt, có kính ở trên, có kính ở trên, hai bên có lỗ thoáng ở chỗ mang tay nhá. Bộ này thì bằng vải bò may liền, cả quần với áo may liền với nhau, cả quần may liền với nhau. Đối với bộ này ấy, thì là size là khá là to, không có size nhỏ đâu, các bác phải to con, to con thì mới mặc mới đẹp nhá, phải 1m7 1m8 trở lên mặc mới đẹp. Còn các bác nhỏ con thì mặc sẽ hơi rộng, thì các bác phải tự khắc phục nhá. Bộ này là bằng vải thì mặc nó sẽ mát hơn, phía sau này nó có một ô thoáng. Đấy, kết cấu ô thoáng của lô hàng này là bằng thép, bằng thép ba lớp các bác nhá. À, thì bộ này là bộ hàng cao cấp nhất hiện nay, shop đang bán với giá là 1,5 triệu các bác nhá. Bộ này đang bán giá 1,5 triệu. Rồi các bác theo dõi video ba bộ ưng bộ nào thì mua đầu liên hệ với shop, hàng thì sẽ là ship COD đi toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho người giao hàng nhá. Ship COD toàn quốc, các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp các số điện thoại ở trên màn hình nhá. Rồi xin cảm ơn các bác, chúc các bác có một mùa khai thác ong 2019 được thành công. Rồi gặp lại các bác trong những video sau nhá. Rồi xin chào.